Cho con hỏi làm sao để sám hối tội lỗi đã từng phá thai. Trước con chưa biết Phật Pháp nên không biết phải làm sao. Giờ con biết tội con nặng lắm, xin sư chỉ rõ. Nếu như mà mình đã làm những cái việc ác á, thì chắc chắn là mình phải chịu những cái quả xấu rồi. Đó là cái điều không tránh khỏi. Nhưng mà bây giờ mình làm cái gì bây giờ? Thứ nhất, sư đề nghị tích cực làm phước và hồi hướng phước. Khi mà mình hồi làm phước, hồi hướng phước, nó được hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là mình sẽ hồi hướng phước đến những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng của mình. Trong đó, đó có cái bào thai mà năm xưa mình đã bỏ đó. Thì nếu như mà họ tái sanh làm cái hàng phi nhân mà ở gần mình thì họ có thể nhận được. Và như vậy đó, mình cũng sẽ không có gây cái sự oan trái đối với chúng sanh đó. Nói theo cách nói của mình là con quý vị đã bỏ thì có khi nó sẽ hận quý vị. Và do cái tình máu mủ cho nên có thể nó vẫn còn lẩn quẩn ở xung quanh mình. Thì nếu như mà mình làm phước, mình hồi hướng thì có thể cái đứa con mà quý vị đã bỏ đi nó sẽ hưởng được cái phần phước hồi hướng đó và nó sẽ không có hận mình nữa. Bởi vì nhờ cái phước mà mình hồi hướng thì nó được những cái quả lành. Cái thứ hai đó là nhờ cái chuyện mà mình làm phước thì mình sẽ tích lũy những cái thiện nghiệp. Nhờ như vậy đó, khi mà cái quả nó trổ thì mình sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Chỉ lấy ví dụ, một người mà họ bị kết án, cái án của họ là án từ 5 năm tới 10 năm. Nhưng mà nếu như họ là người giàu, người có tiền thì có thể là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Họ lo những cái cần lo, xin lấy ví dụ như là đền bù thiệt hại chẳng hạn, khắc phục hậu quả. Rồi thậm chí là nếu như mà thụ án thì người đó nhờ cái tài chính hùng hậu đó, người đó có thể lập công, vân vân. Và nhờ như vậy án từ 5 năm tới 10 năm thì tòa có thể chỉ xử là dưới khung, tức là chỉ có 3 năm thôi. Và trong 3 năm đó đó là người đó có thể là chỉ cần thụ án là cỡ chừng 2/3, tức là 2 năm là đi về. Và thậm chí là cái thời gian mà ở trong cái trại cải tạo thì họ cũng sống một cuộc sống rất là dễ chịu. Bởi vì mình có tiền mà, thì sẽ có những cái đứa ở trong tù mà nó không có tiền, nó sẽ hầu hạ mình, nó sẽ lo cho mình đó. Rồi mình sẽ có những cái rất là thoải mái khi mà sống ở trong đó. Cho nên cái chuyện mà cải tạo của người giàu nó khác với người nghèo. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình đã làm cái việc ác thì mình phải làm nhiều việc thiện để bù vào. Để chi? Để khi mình đi vào các cảnh giới sa đọa đó, những cái thiện nghiệp nó sẽ nâng đỡ mình rất là nhiều. Sư thường hay nói, cũng sanh vào loài chó nha, nhưng mà đó, con chó nhà giàu khác con chó nhà nghèo. Con chó nhà nghèo á, có khi là nó ăn cơm thừa canh cặn, ăn một cái tô mà mình nhìn mình thấy muốn ói, mình mắc gớm, mình không có dám đụng vô. Cái chân mình đụng vô mình còn gớm chứ nói chỉ là ăn. Nhưng mà con chó nhà giàu á, người ta nhìn người ta thèm. Thì á, cái phước nó sẽ nâng đỡ quý vị. Chính bởi vì như vậy, cái việc đầu tiên sư khuyên á, là chúng ta phải tích cực làm phước. Nó có hai cái lợi. Lợi cho cái đứa nhỏ mình đã bỏ đi và lợi cho chính mình. Để chi? Để khi mà mình phải chịu cái quả báo á, thì nó cũng ở cái mức độ gọi là nhẹ nhàng hơn. Cái thứ hai, phải ráng giữ giới, đặc biệt á, là giới không sát sanh. Cái việc mình đã tạo, đã làm thì nó xong rồi, nhưng mà từ giờ trở đi á, hãy giữ giới. Bởi vì sao? Bởi vì cái nghiệp sát sanh á, nó sẽ đưa ra một cái quả báo, đó là mình sẽ bị yếu thọ. Tức là đời sau sanh ra đó, làm người rất là khó, khó sanh làm người lắm. Nhưng mà do cái nghiệp của mình thì có thể là khi mà mình vào ở trong bụng mẹ thì bà mẹ bác không muốn giữ mình. Vì nhiều lý do thì bà mẹ bác không muốn giữ cái đứa con này.
đó, hoặc là sanh ra đó vì nhiều lý do thì mình sẽ chết sớm, vài tháng là chết, hoặc là 1 tuổi 2 tuổi là chết, hoặc là còn rất là nhỏ đó, 5 tuổi 7 tuổi cũng chết. Hoặc là mình sẽ bị những cái tai nạn thảm khốc, ví dụ như là đi ra đường nó gặp tai nạn xe cộ, rồi thậm chí là không toàn thây, nó rất là thảm khốc. Chính bởi vì như vậy đó, mình cần phải làm những cái phước để mình có cái nghiệp ngược lại. Đó là gì? Giữ giới không sát sanh. Nhờ cái việc quý vị giữ giới không sát sanh, chúng ta sẽ có tuổi thọ nha. Và mình sẽ được bảo hộ nhờ vào giới. Thì chúng ta tạm gọi là bù trừ đi. Nó giống như bây giờ chúng ta có một cái nắm muối, mà nhiệm vụ của mình là mình phải ăn cho hết cái nắm muối đó. Nếu như mà mình thiếu chí thì mình sẽ bỏ hết nắm muối đó vào trong miệng rồi mình nuốt, nó sẽ mặn chát và mình uống ăn không được. Nhưng nếu như mình thông minh, mình sẽ pha loãng nó ra thành cái nước muối, rồi thậm chí là mình thêm chanh, thêm đường, mình làm một ly đá chanh chẳng hạn đó. Hoặc là mình nấu canh thì mặc dù nó cũng hơi mặn á, cũng hơi mặn á, nhưng mà uống được, ít nhất là uống được đó. Thì khi mà chúng ta giữ cái giới không sát sanh, nó sẽ cho những cái quả thiện đối nghịch với lại cái nghiệp sát sanh, thì nó sẽ là cái điều kiện khiến cho cái quả bất thiện ấy, nó khó chỗ, và nếu như nó có chỗ nó cũng sẽ chỗ eo uột. Giống như một cái mảnh đất ấy, mà mình đã lỡ mình gieo những cái hạt giống xấu xuống rồi, thì mình phải làm cho cái hạt giống, cái mảnh đất đó trở nên khô cằn, hoặc là có những điều kiện khắc nghiệt để cho cái hạt giống đó nó khó chỗ, và khi nó chỗ cái quả của nó cũng rất là èo ọt, rất là nhẹ nhàng và mình có thể chấp nhận được. Thì đó là lời khuyên của sư. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.